Xin chào các bạn đã đến với Dominion Dragons mình là Hải Đăng trong tập ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tựa game không những có một cái chủ đề rất là thú vị mà thành phần còn cũng cực kỳ bắt mắt nữa. Tựa game này tên là Septima tới từ nhà phát hành My Class Games. My Class Games là một nhà phát hành mà mình có một cái tựa game mình rất là yêu thích luôn. Đó là Anachrony. Và cái khi mình nhắc tới My Class Games ấy, thì đa phần mọi người sẽ nghĩ tới một cái tựa game mà cực kỳ nặng, cực kỳ to và cực kỳ gọi là khó tiếp cận. Và Septima cũng không phải là một ngoại lệ như các bạn thấy đây mình so sánh cái hộp này virus này Nó rất là to luôn, nó to theo nhiều chiều Khác nhau luôn các bạn Nó vừa to, nó vừa bự và nó vừa nặng nữa Nói chung đây là một tựa game không hề nhỏ Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau Coi cái hộp của Septima Mình thì mình rất là thích Những cái thành phần, những cái Game mà tới từ My Class Game Họ đầu tư rất là nhiều về cái mặt thành phần luôn đấy Mình sẽ cho các bạn coi cái hộp này nhé cái nắp hộp này không Cũng có rất là nhiều thứ để nói từ cái nắp hộp này rồi Thì đầu tiên ấy, các bạn thấy được là trên cái nắp hộp nó kia Deluxe Edition này Ở bên cạnh cái hộp nó ghi rõ luôn thông tin của cái tựa game này Chẳng hạn như tựa game này dành cho một tới bốn người chơi Và thời lượng chơi là tầm khoảng 25 phút cho một người chơi Và độ tuổi thì 12 cộng và cái nắp hộp này có thể trữ được thêm nhiều cảnh khác nhau các bạn có thể để dọc cũng được để ngang cũng được tuy nhiên điều là mình ấn tượng nhất chính là bên trong cái nắp hộp này thường ấy cái hộp board game ấy cái không gian này từ đa phần người ta chỉ để cái khoảng trống thôi tuy nhiên có rất ít nhà phát hành game để một cái loại trang trí cái nắp hộp như thế này rất là đẹp luôn đấy các bạn và cái trang trí này nó khiến cái tựa game này có kỳ bắt mắt luôn và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá những cái thành phần bên trong của cái hộp trò chơi septima này nhé cái đầu tiên ấy, là cái quyển luật của septima bên tay trái của mình này còn bên tay phải cái tờ màu trắng này đây là cái cách mà các bạn sắp xếp lại thành phần vào trong cái hộp này, tức là trò chơi này nó nhiều thành phần tới cái nỗi, nhiều cái lớp ấy, tới cái độ mà các bạn phải cần có một cái quyển hướng dẫn sử dụng làm sao các bạn này sắp xếp thành phần vào trong cái hộp một cách đúng nhất. Còn cái quyển luật nho nhỏ này đây là một cái bảng mở rộng của cái trò chơi này. thì nếu như các bạn chơi lần những lần đầu tiên ấy, các bạn không cần cái bảng mở rộng này đâu, nên mình sẽ không có nói qua về cái thành phần cái bảng mở rộng này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái quyển luật bên trong này nhé thì một điều rất là dễ thấy đó là cái trò septima này nó rất là nhiều các bạn thấy không cái nó có rất là nhiều chữ này nhiều hình nhiều rất là nhiều những cái thành phần trong game và nó còn trong một cái điều đặc biệt ấy là trò chơi này nó chia thành hai chế độ một đó là chế độ vỡ lòng và hai là chế độ game đầy đủ Tức là nếu như các bạn mới học chơi trò chơi này thì các bạn có thể học cái chế độ vỡ lòng. Còn nếu như các bạn muốn cái trải nghiệm đầy đủ về tựa game ấy thì các bạn sẽ gọi là chơi chế độ đầy đủ luôn. Và những cái chế độ đầy đủ ấy, thì nó sẽ có cái ký hiệu giống như ngôi sao ba lá vậy. Thì trong quá trình chơi, quá trình đọc luật ấy các bạn mà thấy những thứ mà có ngôi sao ba lá thì các bạn biết đó là dành cho cái trải nghiệm đầy đủ một cái tựa game khác mà cũng làm với kế hoạch giống giống như thế này đó là trò my management nó cũng khá là hay khi mà nó chia ra tựa game thành hai phần hiếm vậy một là phần vỡ lòng hai là phần nâng cao và đầy đủ những cái trải nghiệm như vậy thì giúp cho người chơi tiếp cận được cái trò chơi dễ dàng hơn tiếp cận được những cái khái niệm của game nhanh hơn mà không tốn quá nhiều thời gian không bị ngộp với lượng thông tin quá nhiều một cái nữa là trong trò này nó cũng chỉ một nửa cái quyển luật của cái trò này là giới thiệu về cách chơi solo cũng rất là nhiều luôn đấy còn ở trang cuối là những cái ký hiệu nói thật với các bạn trò này rất, cũng rất là nhiều ký hiệu luôn đây là những cái khay đựng thành phần trong trò chơi Septima thì đây là bốn cái màu chơi chủ đạo của người chơi trong này đó là màu tím này màu xanh lá màu cam và màu xám và các bạn thấy không những cái con mipo trong trò chơi này này nó được in hoa văn lên thẳng thẳng cái mipo luôn thành ra khiến cho những con mipo này rất là đẹp rất là bắt mắt nó nhìn cũng đặc biệt nữa nó không nhìn có quá generic nó nhìn nó không bị nhàm chán ấy và những cái thành phần này của những người, tưởng người chơi này thì nó chỉ nằm gọn trong một cái khay này thôi rất là gọn rất là tiện cái nhà sản xuất đã làm ra những cái hộp này là game tray thì theo kinh nghiệm của mình ấy cứ cái game nào mà có game tray mà làm hộp ấy thường 99% là những cái game đó cái thành phần nó được lưu trữ rất là tốt các bạn không cần phải có một cái gì đó phụ hỗ trợ thành phần cả. Còn đây là những cái con mipple thợ xăng trong quá trình chơi này. Đây các bạn thấy nó bắt mắt như thế nào. Nó được là một con mipple màu đen nó được in là đỏ lên tay thì cầm cây kiếm, tay kia cầm ngọn đuốc. Đây sẽ là những thợ săn phù thủy trong quá trình chơi game. Thì về cái bối cảnh của Septima thì các bạn sẽ lãnh đạo một cái code, một cái giáo phái vậy đấy. Và trong giáo phái của các bạn sẽ có phù thủy và nhiệm vụ của các bạn đó là đi thu thập thuốc này, thu thập nguyên liệu này, thu thập nói chung là những cái nguyên liệu khác nhau ở trong thiên nhiên, ấy, trong tự nhiên để các bạn thể chế tạo những thuốc và giúp cho người dân chữa bệnh nếu như các bạn mà không chữa được bệnh ấy thì thờ săn phù thủy sẽ đi tiêu diệt các bạn cũng như dân làng sẽ treo cổ các bạn lên vân vân một điều mà mình thấy được trong cái trò Septima này cũng là mình hơi thất vọng ấy đó là bản này là bản deluxe với rất nhiều thành phần nhựa như thế này đây các bạn thấy được những cái thành phần nhựa này nhưng mà tại sao nó không làm tất cả mọi thứ bằng nhựa mà nó xen kẽ vào những cái thành phần nguyên liệu giấy nên là cái trải nghiệm của mình nó hơi bị không trọn vẹn ở chỗ đó. các bạn thấy có rất là nhiều những cái token nhựa. Nhưng mà bên cạnh đó thì lại cũng không kém những cái token giấy. Mình thì mình mong muốn là tất cả là nhựa hết luôn. Cái khay tiếp theo mà mình sẽ cho các bạn thấy là cái khay này này Là cái khay này toàn là đồ giấy thôi. Trong này là cái điểm mà người chơi có thể thu thập được trong quá trình chơi game. Thì các bạn thấy nó sẽ có là ba loại điểm chính là điểm một điểm này, 5 điểm và 10 điểm. Và cái khay cuối cùng, cái khay nhỏ nhỏ cuối cùng này Đó là những cái tài nguyên chính trong cái game này Đây là cái khay ưa thích nhất của mình luôn Những loại tài nguyên này, thứ nhất ấy là nó có màu sắc khác nhau này Và thứ hai là nó cũng có hoa văn, họa tiết khác nhau Giúp cho người chơi dễ dàng nhận ra được là cái tài nguyên nào, là cái tài nguyên nào Mình sợ nhất ấy là chơi những cái game mà có nhiều tài nguyên mà nó chung hình dạng và may mắn là cái tựa game Septima này Nó cho mỗi cái tài nguyên Nó có một cái hình dạng khác nhau Nó rất là thematic luôn Và ngoài ra nó còn có crystal màu đỏ này Đây nhận bắt mắt chưa Nên đối với mình có một cái bạn trong nhóm mình ấy, Thì không phân biệt được màu sắc Nên là khi mà chơi cái trò Septima này Bạn đó không gặp cái vấn đề Về phong màu sắc Nên đây là một cái trò mà mình thấy nó khá thân thiện Với là những người chơi mà không phân biệt được màu sắc Bây giờ thì chúng ta sẽ khám phá cái bên trong cái bọc này nhé. Thì cái bọc này nó sẽ chứa những cái con meeple màu đỏ nó tượng trưng cho những người dân làng là giận dữ đang muốn đuổi bạn treo cổ bạn ra. Tự nhiên không không con meeple màu cam nó là của cái ván mình chơi lúc trước mình chưa dọn xong ấy. Thì những con bộ này là trong quá trình chơi bạn sẽ lấy ra thêm thôi. Và điều mình rất là thích trong cái trò septima cũng như là nhà phát hành my class game như mình đã nói là thành phần họ đầu tư rất là nhiều vào những cái chi tiết nhỏ nhặt nhất nữa bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá cái bản đồ của cái trò chơi septima này cái bản chơi gì đúng hơn thì cái bản chơi này là một cái bản chơi gặp 4 nhưng điều thú vị ở đây là nó có hai mặt đây là một mặt của cái bản chơi này thì cái bản chơi này nếu các bạn nhìn bên trên góc bên phải các bạn sẽ thấy ký hiệu ba lá đó, đó cái ký hiệu ba lá này nó chỉ định đây là cái bản này dành cho các bạn chơi nếu như các bạn muốn chơi cái trải nghiệm đầy đủ của trò chơi này còn nếu như các bạn lật qua mặt bên kia thì các bạn sẽ không thấy ký hiệu đó nữa tức là đây là chế độ chơi vỡ lòng nó sẽ ít thông tin hơn nó nhìn nó gọn hơn và màu sắc của cái bản này cái trò này mình thấy nó khá là ma mị nên mình cũng rất là thích cái trò setima này nhìn nó cứ huyền bí huyền huyền ảo ảo làm sao đấy nên mình thật sự cái điểm đầu tiên mà khiến mình ủng hộ cái trò chơi này chính là nhờ cái họa tiết cực kỳ bắt mắt này một cái thành phần tiếp theo nữa cũng là một cái bản chơi khác nếu mà các bạn muốn có trải nghiệm đầy đủ đó là cái bản này này đấy đó là ký hiệu này đây đây trong quá trình chơi người chơi sẽ có thể nâng cấp chạy lên cái bản này và mặt sau này nó sẽ có những cái họa tiết những cái hoa văn cùng giống với lại cái họa tiết của cái hộp mọi thứ nó rất là tương đồng nhau, rất là đẹp luôn. Cái bản chơi là cái thành phần tiếp theo mà mình cũng cực kỳ ấn tượng nữa. Đây các bạn nhìn thì các bạn nghĩ ở đây có mấy cái bảng, hai cái đúng không? Sai rồi, thực chất ở đây có tận bốn cái bảng đấy. Đây, hai cái bảng nó sẽ gộp lại với nhau như thế này này. Đây là một cái thiết kế cực kỳ thông minh mà cực kỳ tiện dụng nữa. Nó giúp cho các bạn có được có rất là nhiều cái không gian trong cái hộp này, bỏ được nhiều thứ vào trong cái hộp và khi mà các bạn mở ra cái bản chơi ấy thì các bạn sẽ thấy bên tay phải là cái khu vực mà các bạn bỏ những cái tài nguyên cũng như là bên tay phải bên này này là khu vực các bạn bỏ tài nguyên và còn bên tay trái là một cái dạng tracker track chỉ số đây cái thang là giống như là cái thang mà các bạn được điểm nâng thêm được những cái thành tựu khác nhau vậy đây là ba cái bệnh mà các bạn sẽ phải chữa trong quá trình chơi game cái bảng này thì mình thấy lúc đầu ấy, mình nghĩ nó cũng hơi nguy hiểm ấy tại vì nó gặp gặp gì nó cũng dễ gãy lắm nhưng mà mình chơi cũng tầm 10 trận rồi mình thấy chưa có vấn đề gì cả nên không sao một cái thành phần khác mà mình cũng rất là ấn tượng trong cái hộp này đó chính là cái cauldron này đây đây giống như là nó tượng trưng cho cái cái, cái, hũ hả không phải như cái bình cái vải cái vải nấu thuốc của phù thủy nhưng mà ở đây ấy, là nó chứa những cái bình thuốc mà các bạn có thể điều chế được trong quá trình chơi game và cái khay này nó thiết kế hay tới nỗi là các bạn có thể thấy được là ở mỗi dưới một cái bình thuốc là nguyên liệu cũng như là công dụng của các bình thuốc đó ngoài ra ấy là các bạn có thể thấy được là những cái này, này những bình thuốc ở phía dưới này là nó có cái chức năng hoàn toàn khác luôn và để lấy được những cái bình thuốc này ra thì các bạn chỉ cần lấy ngón tay ấn nó xuống là các bạn sẽ dễ dàng lấy được những cái bình thuốc này ra một cái thiết kế mà vừa có tính chủ đề thì medic và nó cũng vừa gọi là sáng tạo nữa và tiện dụng nữa chứ và bây giờ chúng ta tới cái tầng lớp cuối cùng Thì những cái tầng cuối cùng này là bắt đầu thiên về những cái thành phần của những người chơi này Chẳng hạn như đây là những cái tờ mà play ý những cái tờ mà hướng dẫn chơi Trong quá trình chơi giúp chúng ta chơi dễ dàng, gọn nhẹ hơn Nó có hai mặt và nó có đầy đủ hết những cái chi tiết về những cái giai đoạn trong quá trình chơi Cũng như là chức năng của các loại thuốc này Một điều mà các bạn đang thấy được đó là tựa game này Hầu như là không có ngôn ngữ trong quá trình chơi mọi thứ nó đều là ký hiệu và ký hiệu. Thành ra nếu như mà các bạn đã biết được luật của trò chơi này, hiểu được cách chơi của trò chơi này, thì các bạn sẽ dễ dàng đọc và hiểu những cái ký hiệu này. Cái chất lượng của những cái thẻ bài trong game này, dĩ nhiên rồi, là khỏi bàn. Có thể nói là My Class Game luôn luôn không làm người ta thất vọng về cái chất lượng thành phần của trò chơi. Đây là những cái phù thủy mà các bạn sẽ thu thập được, sẽ gọi là chiêu mộ được trong quá trình chơi trò chơi Septima một điều mà mình cũng rất là thích trong cái trò Septima này đó là lượng phù thủy này họ có rất là đa dạng hầu như họ không có bị trùng lập về chức năng cũng như là không bị trùng lập về cái hình ảnh minh họa và đó cũng là phần kết của tập unbox ngày hôm nay tập mà mình đã giới thiệu cho các bạn thành phần của từ game Septima à, tới từ nhà phát hành My Class Games mình hy vọng với cái video này thì mình đã giúp cho các bạn biết tới một cái tựa game rất là đẹp về mặt thành phần này, về mặt đồ họa này. Cũng như là có một cái khay đựng cực kỳ hữu dụng luôn. Các bạn nghĩ sao về chất lượng thành phần của tựa game này? Đừng quên cho mình biết ở trong phần bình luận của video nhé. Còn nếu như các bạn thích video này thì đừng quên ấn nút like video cũng như là ấn nút đăng ký kênh để được theo dõi những nội dung liên quan đến à board games một cách sớm nhất và nhanh nhất. Mình là Hải Đăng đến từ Donate Dragons. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.